bảng xếp hạng mới nhất của Mixology vừa tung ra khiến fan Việt càng thêm có niềm tin vào một thành tích mới cho Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2020. Trước đó ít ngày, ở bảng xếp hạng trước, đại diện Việt Nam cán đích ở top 12. Tuy nhiên, sau những nỗ lực hết sức mình vì màu cờ sắc áo, bảng Hot Beat thứ 6 đã đưa Khánh Vân an toàn ở top 10 chung cuộc. Sau quá trình đánh giá và nhìn nhận, các chuyên gia đưa ra top 5 các tên mạnh nhất mùa giải năm nay để ấn định cho vị trí Hoa hậu và 4 Á hậu. Theo đó, đại diện đến từ Romani sẽ được ưu ái cho vị trí Tân Hoa hậu ở mùa giải lần thứ 69. Nếu bám sát theo sự lựa chọn của Mixology, khu vực châu Á chỉ có hai đại diện top 5, đó chính là Ấn Độ và Philippines. Mặc dù hai đêm thi bán kết và chung kết chưa diễn ra, nhưng đại diện Philippines chưa phải chọn hoàn hảo của fan sắc đẹp ở vị trí Á hậu 4 năm nay. Mới đây nhất, 74 thí sinh đã hoàn thành xong phần thi trang phục dân tộc rất hoành tráng. Trong đó, bộ trang phục dân tộc Cán Em của đại diện Việt Nam Khánh Vân đang nhận được sự yêu mến của khán giả. Trước mắt các thí sinh sẽ là hai đêm thi hạ màn vô cùng quan trọng là bán kết và chung kết. Điều này đòi hỏi tất cả phải thật sự tự tin và tỏ sáng ở những chặng cuối này. Riêng về Khánh Vân, fan đang kỳ vọng một kỳ tích mới dành cho cô gái có trái tim yêu thương và ấm áp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin tiếp theo nhé.